Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hồ vừa chủ công đợt ra quân tổng dọn vệ sinh, phát quang cây cối, làm sạch các tuyến đường giao thông nội đồng. Đây là một trong những hoạt động xây dựng mô hình dân vận khéo. Trên 300 người là cán bộ, công chức xã, thôn xóm và nhân dân trên địa bàn xã Yên Hồ đã hưởng ứng đợt ra quân. Trên các cánh đồng, các tuyến giao thông nội đồng trên địa bàn toàn xã đều được làm sạch bằng sức người cùng máy cắt cỏ. Tạo cái điều kiện giao thông và đặc biệt là cái vệ sinh môi trường của cái khu vực là phải sạch để đảm bảo chống vừa là chuột, chống được cả chuột, chống được cả như vậy là cả cái thông thoáng, tạo điều kiện cho dân phục vụ chăm bón sản xuất trên cánh đồng. Cho nên cái tiêu chí cái môi trường rất quan trọng. Thì ta phải toàn bộ là đảng, chính quyền, rồi hợp tác xã cùng với toàn dân ta phải ra quân để thực hiện cái vấn đề môi trường. Đợt ra quân làm sạch đường nội đồng xã Yên Hồ có 5 km đường nội đồng, 2 km kênh mương đã được nạo vét làm sạch. Toàn xã có 320 ha lúa hè thu đang phát triển tốt và giai đoạn đẻ nhánh rộ. Việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên các bờ ruộng, đường nội đồng không chỉ tạo điều kiện để cây lúa phát triển tốt mà còn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, hạn chế sâu bệnh gây hại. Nhờ được vệ sinh sạch sẽ, tạo thông thoáng cho đồng ruộng đã góp phần giúp cho lúa hè thu ở Yên Hồ phát triển tốt. Về quan điểm thì ngoài đồng ruộng cũng phải đồng hành chăm lo. Như vậy chúng tôi phát động toàn dân, cán bộ, nhân dân chăm lo đến cái giao thông nội đồng, rồi chăm lo đến kênh tiêu úng, rồi vấn đề nữa là cái bảo bì bảo vệ thực vật, thu gom để trên đồng ruộng được sạch. Với cái quan điểm là môi trường cộng đồng sạch từ trong nhà, ra đường, ra cánh đồng. Việc tổ chức lao động làm sạch đồng ruộng và đường nội đồng góp phần giúp xã Yên Hồ củng cố và nâng cao tiêu chí môi trường. Hiện xã Yên Hồ cũng đã được các sở ngành cấp tỉnh thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu, đang chờ bỏ phiếu để được công nhận.